chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh hoạt hình khủng long T-Rex. Khủng long vàng ông bó hoa ngồi trên chiếc xe mui trần tới thăm người bạn cũ. Tới nơi khủng long bày biện một chút rồi đốt cho người bạn cũ cây nhang siêu to khổng lồ để còn có thời gian tâm sự chuyện đời. Khủng long vàng tâm sự trước đó sao không nhường nàng khủng long tím để rồi giờ chọn ngủ chỗ phong thủy như thế này. Ôn lại chuyện cũ một hồi lâu thì trời đổ cơn mưa. Khủng long vàng chạy đi trú mưa. Chợt có tiếng sấm sét giữa trời đánh thẳng vào chỗ bạn khủng long. Từ trong nền đất ướt át, đống đất trồi ra xác khủng long. Khủng long vàng nhìn thấy cái xác từ dưới ngoi lên nằm trên mặt đất như cá mắc cạn, sợ hãi lái xe phi thẳng về nhà. Xác ướt đuổi theo để đáp lại những lời người bạn tâm sự. Trên đường gặp thầy khủng long nâu với đầy đủ pháp khí và phụ kiện, nhưng không biết là chất lượng của thầy chạm mốc nào. Xác ướp không nói nhiều lao thẳng tới. Thầy khủng long dùng chiếc kiếm đạo bắt yêu ma từ thời cổ cố để lại cho chặn đòn đánh của xác ướp, nhưng bị hất tung ra xa. Xác ướp đắc ý lắm, tiếp tục lao thẳng tới. May thầy khủng long có tấm bùa chặn lại, mà số của thầy khủng long không được sáng lạng lắm nên gió thổi bay chiếc bùa. Xác ướp thoát ra cho thầy khủng long ăn no một trận đòn. Cuối cùng có sự giúp đỡ của khủng long vàng, thầy khủng long đã tiễn xác ướp trở lại nơi cũ. Cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm. Thank you. No problem. Vườn sắt đứng giữ quả táo để làm bia phóng heo cho khủng long. Khủng long vui vẻ ném hai cây phóng heo đều trúng quả táo. Khủng long đắc ý, cao hứng bịt luôn mắt lại và ném. Vườn sắt nhìn thấy vô cùng hoảng sợ, nhưng cũng không kịp tránh, chỉ có thể đứng yên. Khủng long ném xong chiếc phóng heo thứ ba chết 180 độ xuống bên dưới. Dòng nước tinh khiết từ vườn sắt không tự chủ mà tuôn ra. Khủng long càng cười to hơn. Vườn sắt thấy như vậy vô cùng tức giận. Dù sao cũng là cháu đời thứ N của cụ Tề Thiên Đại Thánh. Vườn sắt liền biến ra chiếc gậy như ý cho khủng long một bài học. Bắt khủng long làm bia đỡ. Với tài thiện xạ của vượng, chỉ cần một cây phóng luôn khủng long đi nhắm gà hỏa thân sớm. Gigantosaurus. Triceratops. Doraemon. Sợ bị xe đụng trốn. Mình chính là nhà vô địch. Khủng long đỏ phi máy cần cẩu qua giữa làng, đột nhiên dừng lại lén lút nhìn ngó xung quanh. Không thấy bóng dáng ai lang thang gần đây, khủng long đỏ nở nụ cười thương hiệu rồi ra sức đào. Một lúc sau, khủng long đỏ đào được chiếc hố khá to, liền quay trở về lấy hết rác đã tồn đọng trong tháng vừa rồi và ném tất cả xuống chiếc hố mới đào. Rồi bận rộn đi lấy cành cây che hố. Thấy quá hoàn hảo, khủng long đỏ cười bén lén, rồi nhanh chóng quay xe đi về. Khủng long vàng vừa trúng con lô, đang vui vẻ vừa đi vừa ngửa mặt lên trời, vậy là bị rơi trúng vào hố rác. Khủng long vàng tức giận nhanh chóng đứng dậy nhìn nó, thấy khủng long đỏ đang lái xe đi xa, đoán thằng hung thủ chắc là đây rồi. Ngậm ngùi tức giận nhìn thấy cây phóng khủng long, liền nhặt lên lao thẳng tới phía khủng long đỏ.
khủng long đỏ lăn từ trên xe xuống. Khủng long vàng lại gần chôn khủng long đỏ xuống hố rác của chính mình rồi lái xe đi mất. Dinosaurs flying. Tyrannosaurus. Spinosaurus. Triceratops. Chuyện kể rằng có chàng hút xanh được làng xóm trao tặng danh hiệu nghèo bền vững, nghèo thâm niên là truyền nhân đời thứ N của anh chàng. Nhờ có vậy mà hút tiếp nối cái nghề kéo xe bò. Hôm nay cũng như mọi hôm, hút kéo hàng đi qua tới con dốc thì thấy trong bụi có tiếng động mạnh mẽ. Vui tính tò mò cũng như hóng hớt bất tận, hút xanh liền bỏ gánh hàng nghìn tỷ của mình để đi tìm hiểu cội nguồn của tiếng động. Thì ra đó là khủng long nâu. Hút cười gian ác và tặng những cú đấm yêu thương, bắt khủng long nâu về kéo cái xe hàng cho mình. Khủng long nâu khóc lóc thảm thiết nhưng cũng không thoát được số phận kéo cả xe hàng lẫn hút lên con dốc cao. Hút thì ngồi trên xe đắc chí lắm, còn quất từng đợt roi thân thiện lên lớp da của khủng long nâu khiến khủng long nâu vừa đau mà không dám phản kháng. Đúng lúc khủng long nâu đang kéo, chiếc bánh xe lăn trúng vào hòn đá khiến cả xe hàng lẫn hút đều bị ngã ra đường. Hút càng tức giận, trận đòi roi lại càng mãnh liệt hơn. Một lúc sau thì khủng long mẹ tới tìm con trai cưng bé bỏng đang ngủ dưới gốc cây, nhưng không thấy bóng dáng đâu. Khủng long mẹ hoảng hốt lắm, nhìn quanh thì thấy khủng long nâu đang phải làm lao dịch cho hút xanh. Khủng long mẹ tức giận lao tới dạy cho hút xanh hiểu có móng khủng long mỏng thì cũng có móng khủng long dày. Vậy là hút được đền đáp lại những cú đấm yêu thương ban nãy. Cuối cùng dựa trên những tổn thương tinh thần của khủng long nâu, hút được nhận lại không thiếu phần nào. Monkey. Beetles. Dinosaurus T-Rex. Giraffe. Khủng long con trốn mẹ đi chơi, vừa đi vừa ngân nga hát. Rồng xanh đứng đợi từ chiều tới giờ, thấy khủng long con vừa tới, rồng nhanh chóng chạy ra đón. Đang đi bị chắn mất ánh sáng, khủng long con nhìn lên thì thấy gương mặt xa lạ liền hô lên cứu. Khủng long nâu nghe thấy tiếng kêu cứu liền nhanh chóng nhấc cái mông lên và phi thẳng tới chỗ khủng long con. Vừa thấy khủng long nâu, rồng xanh liền phi tới gần như người bạn lâu năm, hỏi thăm nhau bằng những cú đánh không ai nhường ai. Cả hai đều ngang tài ngang sức, rồng bị bay ra xa, liền lôi hàng nóng từ thời cụ nội ra để so với hai thanh kiếm. Tiếng nổ đầu tiên vang lên, khủng long nâu cũng không chịu thua liền vận dụng 72 phép biến hóa. Biến ra phân thân, khiến rồng xanh hoa mắt bắn không trúng viên đạn nào. Khủng long nâu có phi tiêu, được tổ sư truyền lại, nhanh tay đi tới chỗ rồng xanh. Khủng long con ngồi cạnh hóng hớt, loạn phi tiêu đưa khủng long con đi gặp cụ tổ trước. Vậy là cuộc giải cứu của khủng long nâu đã thất bại. Fire dog. Excites their wild senses, and for such intelligence.
Spider-Man. Carnivorous fish. Spinosaurus. Lion. Húc Xanh đang cưỡi kỳ lân hai đầu trên đường. Let's go. Từ phía xa bắt gặp khủng long xanh đang ăn cỏ. Húc Xanh móc trong túi ra chiếc dây thừng để bắt khủng long xanh mang về làm thú cưỡi. Khủng long xanh đang ăn chưa biết chuyện gì, nhưng vì tự do khủng long xanh cố gắng vùng vẫy. Một lúc sau thì Húc bị khủng long xanh kéo đi đo lại đường và hạ cánh trên cành cây. A few minutes later. Vẫn không từ bỏ mục tiêu, Húc theo chân khủng long xanh đang gặm cỏ, bèn lén lút, lom dom, nhẹ nhàng lại gần khủng long xanh để giữ lại dây thừng. Lần này cũng không ngoại lệ, không thoát khỏi số phận như trước, Húc lại bị kéo đi đo đường mặc dù lần trước đã đo rất kỹ. Lần này ngoài việc đo độ rộng và dài thì còn đo độ sâu của vách đá. Kết quả là Húc xanh kéo thêm khủng long xuống vách đá. Khủng long đỏ đang bay thì bị sét đánh rơi xuống làm đũa khuét mất và chổi bốc cháy. Phát hiện chổi của mình bị cháy, khủng long đỏ đã đứng dậy dập lửa và đi tìm đũa khuét. Người ngoài hành tinh đang đi thì nhặt được đũa khuét rồi sử dụng nó đánh ra nhạc và nhảy múa. Khủng long đỏ ghe thấy rồi chạy tới đòi đũa phép. Người ngoài hành tinh không trả đũa và rồi cả hai đánh nhau bằng phép thuật. Khủng long biến người ngoài hành tinh thành chó rồi chạy tới lấy đũa phép. Thiên thạch rơi xuống trái đất, siêu nhân đã chặn lại nhưng do lực mạnh quá lên siêu nhân đã bị nó đè lên người. Siêu nhân tỉnh dậy hất cục thiên thạch đi chỗ khác.
Người mặc đồ đen đang cưỡi khủng long xanh đi bắt khủng long nâu. Và viên thiên thạch siêu nhân ném đã rơi trúng người mặc đồ đen. Siêu nhân nghe thấy tiếng khóc của khủng long nâu liền phi tới giải cứu. Người mặc đồ đen đấm siêu nhân như muỗi đốt. Siêu nhân chỉ cần một đòn là đã hạ ngục người mặc đồ đen. Khủng long xanh thấy chủ nhân bị hạ ngục bèn chạy đi. Người ngoài hành tinh đói bụng xuống trái đất tìm kiếm thức ăn. Thấy nải chuối người ngoài hành tinh bắn rơi trúng khủng long đỏ đang ngủ. Người ngoài hành tinh chạy tới cầm cả hai lên và vứt khủng long đỏ đi. Khủng long đỏ tỉnh dậy và khè lửa vào mặt người ngoài hành tinh. Khủng long nâu và khủng long xanh chơi đá bóng cùng nhau. Come on. Okay. Khủng long xanh tức giận rồi sút bóng văng ra xa. Già Nhặt thì thấy cục sắt bèn tô màu giống bóng rồi mang vào cho khủng long nâu sút. Khủng long nâu sút rồi ôm chân lăn ra khóc hu hu. Thấy húp đi qua khủng long xanh gọi vào sút bóng. Húp cười rồi sút bay bóng sắt vào người khủng long xanh khiến khủng long xanh ngất luôn tại chỗ. Khủng long xanh mới tích góp được ít gia sản để mở cửa hàng tạp hóa. Khủng long vui vẻ, niềm nở đón khách tới. Khủng long nâu từ xa nhìn thấy có quán đồ ăn mới, liền cưỡi trên chiếc xe nghìn tỷ của mình tới quán của khủng long xanh mua một cái kẹo. Nhưng đưa một đồng vàng, khủng long xanh phải lọ mọ vào bên trong để lấy tiền thừa ra trả. Khủng long xanh vừa khuất bóng, nâu đã nở nụ cười tràn đầy yêu thương. Khủng long xanh quay ra không thấy bóng dáng khách đông.
tưởng mình được giữ lại tiền thừa, nào ngờ khi quay ra thì đồ ăn đã biến mất, may còn cái kệ ở lại. Khủng long xanh hoảng hốt chạy đi báo án. Khủng long nâu đang vui vẻ thưởng thức đống đồ ăn. Khủng long xanh tức giận, đi tìm theo dấu vết. Thấy nâu đang ăn uống linh đình dưới gốc cây, khủng long xanh lao tới cho nâu một trận. Cuối cùng lấy mất 2 đồng vàng của nâu để đền bù cho đống đồ ăn. Spinosaurus. Tyrannosaurus robot. Spider. Bring that, not that. Bụng hút xanh biểu tình đòi đồ ăn hút xanh cũng phải bất lực. Mùa màng dạo này đói kém lấy gì mà ăn. Đang thiếu ít vitamin thịt thi phúc chợt thấy phía xa kia có 2 con khủng long. Thời tới hút nghĩ là khủng long con kia vừa mềm vừa thơm. Bèn lấy quả ra để làm mồi dụ khủng long con đúng như dự kiến. Vì cái chiều cao còn hạn chế, khủng long chỉ có thể ăn những quả ở dưới thấp, bèn chạy theo. Mà quả này mọc chân chạy nhanh quá, khủng long không chạy kịp. Hút xanh sắp được đổi món thì khủng long mẹ nghe con kêu cứu, liền đi tới tặng hút xanh một vé bay xa. Hút mon men lại gần, sờ trúng đôi chân nõn nà của khủng long mẹ, hút xanh lại nhận thêm tấm vé thứ hai. Một lúc sau, vì mục tiêu sống không thể thiếu thịt, cùng những kinh nghiệm đau đớn trước, đã dụ thành công khủng long con. Nghe con kêu cứu, khủng long mẹ lại nhanh chóng chạy đuổi theo. Lần này hút có động lực nên chạy khá nhanh. Chỉ tiếc là hơi thiếu may mắn. Vậy là khủng long con lại trở về với vòng ôm của mẹ, còn hút sẽ ra sao chắc bạn cũng đoán được. Dolphins breathe air through a hole on the top of their head. Cảm ơn các bạn đã xem video của Khủng Long Podcast. Nếu bạn thích nội dung này, hãy nhấn nút đăng ký và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Chúc các bạn có một ngày tuyệt vời.